Thưa bà con, đây là chiếc máy ép trứng cao cấp của anh Dương, phiên bản E500. Đây là toàn bộ kết cấu máy. Vỏ máy đây là bằng tôn xốp 3 lớp. Cái khung thì là bằng khung thép sơn tĩnh điện. Khung bên trong đỡ khay là bằng inox hết. Khay đảo lăn 180 độ, có thể tùy ý thay đổi kích thước của các rãnh. Nếu mà không muốn dùng các cái rãnh này thì nhấc hẳn lên bỏ ra ngoài, và có thể tùy ý đặt trứng lên toàn bộ cái mặt sàn này. Đèn soi trứng tích hợp luôn cả trong lẫn ngoài luôn nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy khay đảo chưa? Khóa cửa dạng gài sập rất là chắc chắn này. Đây là giắc cắm của hai motor khay đảo trứng. Cửa nhôm hai lớp mica, cách nhiệt cực tốt luôn. Bộ điều khiển nhỏ tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng nhé, bao gồm thời gian đảo trứng này, số ngày ấp, nhiệt độ và độ ẩm. Đây là bốn nút điều khiển chính của máy: nút C, nút cộng, trừ và nút bật đèn. Bây giờ bật đèn thì mình sẽ ấn nút đèn nhé. Đèn cả trong lẫn ngoài sẽ sáng. Soi trứng thì mình soi đây đây. Đặt quả trứng lên đây soi. Sau khi soi rồi thì tắt đèn đi. Giờ mình sẽ cài đặt nhiệt độ thử nhé. Nhấn nút C một lần này. Nó hiện chữ CD này. Bên trên là nhiệt độ cài đặt nhé. Muốn thay đổi nhấn dấu cộng là tăng lên này. Nhấn dấu trừ thì giảm xuống này. Bình thường mùa hè mình sẽ để 375. Sau khi mà cài đặt xong mình nhấn C một lần nữa để lưu lại. Máy kêu tít tít là được. Cài đặt xong nó sẽ tự về màn hình ban đầu, tức là cái màn hình này nó sẽ báo nhiệt độ và cái độ ẩm thực tế đang đỏ trong máy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bà con là reset lại toàn bộ chỉ số của máy để về thông số ban đầu khi xuất xưởng. Bà con ấn nút cộng này 11 lần liên tiếp nhé, nhấn nhả liên tục. Nó kêu tít 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 như vậy là được nhé. Và toàn bộ bắt đầu thông số trở về hết ban đầu. Xuất xưởng là cài đề nhiệt độ 376. Kiểm tra này. Đã về 376 nhé. Lúc nãy mình cài 375 đúng không? Tôi sẽ hướng dẫn bà con là kiểm tra toàn bộ tổng thể máy xem có hoạt động bình thường hay không nhé. Đầu tiên, bà con ngửa cái máy lên này, hoặc là úp xuống. Kiểm tra toàn bộ tất cả các đầu dây này. Lấy tay lay nhé. Kiểm tra xem có cái dây nào nó bị bung ra hay là không, hay là có dấu hiệu bị đứt hay không nhé. Trước khi làm cái này thì nhớ là phải rút điện, khuyến cáo là phải rút điện trước khi kiểm tra nhé. Sau khi kiểm tra tất cả các đầu dây này rồi thì chúng ta cắm điện vào và kiểm tra phần bên trong máy. Rồi bây giờ sau khi cắm điện xong thì bà con kiểm tra bước tiếp theo, đó là kiểm tra khay đảo chính. Kiểm tra bằng cách chúng ta ấn vào phím cộng này. Đó, để nhìn rõ hơn chúng ta bật đèn lên nhé. Mọi người nhìn đấy. Nếu khay đảo hoạt động bình thường thì chúng ta chuyển sang kiểm tra cảm biến quạt và thanh mai so đốt nóng bên trong. Đây chính là cái cảm biến này. Cảm biến này là cảm biến dạng mới 2 trong 1 nhé, tích hợp đo nhiệt độ và độ ẩm. Nếu như máy xuất hiện lỗi báo nhiệt độ và độ ẩm đều là số 00 thì do cái cảm biến này nhé. Và khi cái cảm biến này nó bị lỗi thì máy nó sẽ không tạo nhiệt nữa. Và bà con lưu ý đây, chính là cái giắc cắm màu trắng ở đây. Nó sẽ có hai lỗi xảy ra. Đấy là một, nó lỏng cái giắc cắm này. Thì cái giắc cắm này chúng tôi đã đổ keo rồi nhé, cho nên là nó khá chắc chắn. Nếu mà mọi người không đụng chạm gì quá mạnh thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu có trường hợp mà nó bị thì bà con nên kiểm tra cái này nhé. Có thể rút ra cắm lại, bóc lớp keo ra, sau đó là rút ra cắm lại bình thường để kiểm tra nhé. Nếu như mà ok rồi thì không sao, nhưng mà nếu không ok thì liên hệ ngay với nhà sản xuất. Tiếp theo đến là kiểm tra quạt. Thì ở trong máy đây, đây chính là cái quạt to nhé. Đây là quạt to của máy này. Cái quạt này luôn luôn lúc nào cũng chạy nhé, nó phải chạy liên tục để nó
xả nhiệt ra cho toàn bộ không gian bên trong máy đều nhiệt. Và như trường hợp này bây giờ cái quạt này nó đang không chạy này. Quạt này bây giờ nó đang không chạy. Các con nhìn thấy không? Đây là lỗi quạt không chạy. Thì bình thường cái lỗi này, lỗi quạt không chạy này nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bên trong máy, tức là nhiệt độ nhiều chỗ nó không đều. Thì bà con phải để ý nhé. Nếu mà nó hỏng thì lập tức phải báo cho nhà sản xuất ngay. Đồng thời nó sẽ có một cái quạt ở bên phía hông góc bên kia của máy nữa. Cái quạt nhỏ đó thì nó không chạy liên tục, mà nó sẽ có một chức năng, đó là khi máy lên tới 37 độ 9 đến 38 độ là bắt đầu cái quạt đó nó sẽ hút. Nó chạy, nó hút nhiệt, nó xả bớt ra bên ngoài. Đấy là chức năng tự động xả nhiệt của máy nhé. Thì cái quạt đó bà con nhớ, quạt nhỏ nhất bên hông máy, chỉ khi nào lên 38 độ nó mới bắt đầu nó chạy nhá. Nhớ giúp con. Kiểm tra toàn bộ như thế nó chạy bình thường là ok. Còn nếu không chạy bình thường, liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất để nhà sản xuất có hướng xử lý. Thưa bà con, hiện nay trên thị trường chúng tôi đang cung cấp ra 3 loại máy chính. Thứ nhất là bộ điều khiển V100, công suất từ 10 cho đến 2-300 trứng tùy loại. Bà con có thể tùy chọn hình thức đảo bằng khay đảo, tức là đảo tự động, hoặc đảo bằng tay. Loại thứ hai là máy ấp trứng lắp ráp sẵn, vỏ nhựa bọc xốp, có tên A100, công suất từ 50 đến 100 quả. Loại thứ ba là loại cuối cùng, mẫu cao cấp nhất, đó là máy ấp trứng ánh dương E500, phiên bản tủ tôn 3 lớp, cửa mica 2 lớp trong suốt nhìn xuyên thấu, với công suất trứng từ 100 đến 200 quả.